Nếu các anh em có nhu cầu về dịch vụ Apple 4, hãy truy cập vào shop fifavn.com. Một shop account tự động với hệ thống hiện đại, tự cộng tiền, nạp SMS, nạp sò, đặt mua account BB trắng theo yêu cầu một cách uy tín. Thông tin chi tiết mình để ở phần mô tả bên dưới video nhé. Hello anh em đã quay trở lại với channel của mình, và trong video ngày hôm nay sẽ là những chia sẻ thêm về sơ đồ 4213. So với cái clip trước gần nhất mà mình làm thì hiện tại đã có một số những cái thay đổi để phù hợp hơn cho cái Meta hiện nay. Rồi, sự khác biệt đầu tiên sẽ nằm ở vị trí của hai anh tiền đạo biên. Ở đây, ở cái Meta lúc mà mới ra mắt á, thì anh em cũng biết là những bài chọc khe rất là lợi hại. Đó một phần cũng đến từ việc là hậu vệ biên khi đó anh em chỉ chơi những con hàng lương thấp, cho nên là họ không có khả năng đua tốc độ với là các tiền đạo biên. Cho nên ở thời điểm đó mình đã để bám biên để tận dụng tối đa cái khả năng mà tấn công ở biên. Tuy nhiên bây giờ mọi thứ đã khác. Lương đã lên được 250 và nhiều anh em đã bắt đầu xây dựng cho mình những cái cầu thủ hậu vệ biên lương cao chạy nhanh. Cho nên bài tấn công biên tất nhiên ở thời điểm này vẫn là một bài tấn công hiệu quả. Nhưng mà nếu so với thời điểm mà Meta 9.3 vừa ra mắt á, thì độ hiệu quả đã bị giảm đi. Cho nên là thay vì lúc nào cũng để bám biên thì nó hơi bị một màu. Bây giờ mình để là cơ hội tạo ra như nhau, để tùy trường hợp mà cầu thủ này sẽ tự quyết định là họ có nên bám biên hay không. Còn không họ cũng có thể bó vào trong để di chuyển một cách linh hoạt hơn, để anh em có thêm cái đường để có thể tấn công vào bên trong, thay vì họ chỉ đứng chờ ở biên mà chờ những đường chọc khe và căng vào thôi. Thì bây giờ họ có thể bó vào trong và dứt điểm luôn. Tiếp theo là về phần SR thì mình vẫn để là chọc khe thôi. Bài mà dễ thấy nhất là khi mà phản công nhanh, thì khi mà mình phản công, hậu vệ sẽ để lộ khoảng trống cực kỳ lớn ở phía sau lưng, và khi đó thì với cái chiến thuật chọc khe này, các cầu thủ tiền đạo biên chăm chạy ra phía sau, và lúc đó anh em càng dễ dàng chọc khe hơn nữa. Còn nếu mà hậu vệ của người ta đã lui về cũng đủ thấp thì cái bài chọc khe này cũng đôi khi hiệu quả. Tại vì những cầu thủ chạy biên vẫn có thể đánh ở phía sau lưng một khoảng trống vừa đủ thôi, nhưng mà anh em có thể chọc khe xuống và sau đó căng ngang vào, tạo thêm một chút bất ngờ cho tình huống. Và cái thay đổi thứ hai của mình sẽ là nằm ở phần SC. Mình sẽ để là xâm nhập vòng cấm. Cái Meta hiện tại là Meta căng ngang và tắt bóng, thì có nhiều điểm cắt ở bên trong, anh em sẽ có thêm những thời cơ ghi bàn. Đặc biệt là những tình huống mà các cầu thủ di chuyển góc xa là những tình huống mà anh em dễ tắt bóng hay căng ngang ghi bàn dễ nhất. Thì nếu mà tiền đạo ST của anh em di chuyển không tốt thì anh em có thể trông chờ vào cầu thủ ở cánh đối diện. Chính vì vậy mà ở đây mình để là xâm nhập vòng cấm, để cho khi mà họ phát hiện ra cầu thủ bên cánh đối diện chuẩn bị căng ngang tắt bóng vào thì họ cũng sẽ mó vào trong tạo thành điểm cắt nữa. Cho nên là bên cạnh cái việc mà cầu thủ biên của anh em căng ngang tốt, đặt bóng tốt thì cũng cần phải có cái khả năng dứt điểm tốt, đánh đầu tốt lại càng tốt nữa. Còn những yêu cầu còn lại dành cho những cầu thủ chạy biên thì vẫn như lúc trước thôi, vẫn là những cần những cầu thủ chạy nhanh để mình có thể kéo bóng lên nhanh nhất có thể. Rồi khả năng đi bóng lắc léo cũng là một lợi thế. Rồi bên cạnh đó thì khả năng đặt bóng căng ngang hay dứt điểm mà mình vừa nói. Và xu hướng của hai anh tiền đạo biên này cũng không gì thay đổi cả, mình sẽ để là công 3 thủ 2 và hỗ trợ người cơ bản để cho họ lên công và về thủ để bứt lại những khoảng trống ở bên biên. Đây là cái điều mà cần có ở thời điểm này. Rồi còn về vị trí của anh ST này thì không có gì thay đổi cả, xẻ nách chạy chỗ luôn ở phía trên và công 3 thủ 1, thì để cầu thủ này di chuyển linh hoạt nhất có thể. Đôi khi có một vài cầu thủ ở ST di chuyển khá rộng thì anh em cũng có thể để lại đây là khu vực trung tâm. Còn mình thì mình quen để chạy chỗ hơn. Thì anh ST này ưu tiên những con hàng mà chạy nhanh, sút bén, đánh đầu tốt, nói chung là càng toàn diện nhất càng tốt. Tại vì bây giờ anh em không chỉ tấn công trung lộ mà tấn công biên cũng lợi hại mà. Cho nên là cầu thủ này càng phải toàn diện để cho bất kỳ cái đợt đánh bóng nào của anh em thì anh chàng này cũng có thể dứt điểm được. Rồi kéo xuống một chút vị trí của CAM thì chỉ có thay đổi một chút xíu thôi. Mình vẫn để con này đợi phía trên, thì thường là trong cái cách phòng ngự của mình chỉ phòng ngự bằng 8 cầu thủ thôi, và mình sẽ để dành 2 người còn lại ở phía trên để chờ cho một đợt phản công nhanh. Trong sơ đồ 4213 này mình sẽ để ST và CAM ở trên. Cho nên cái phần chiến thuật đơn của CAM mình sẽ để là đợi phía trên. Cũng như là về phần chiến thuật đội thì anh em nên chọn là chuyển trạng thái nhanh. Thì đây là cái bài lợi hại nhất của sơ đồ 4213 mà, để anh em có thể chơi về phản công. Mặc dù là để hai phía trên vậy đấy, nhưng mà kết hợp thêm với cái chiến thuật đội là cách phòng thủ và lui về, thì hai cái ông ST và CAM lùi về cũng tương đối là hợp lý, để cho anh em có đủ quân số mà phòng ngự cảm giác chắc chắn, nhưng mà vẫn có thể tổ chức một đợt phản công khi có thời cơ. Bên cạnh đó thì cái phần thấp khi phòng ngự mình nâng lên một chút, lên mức 4 thay vì mức 3 so với trước. Tại vì giờ anh em cũng thấy là các mùa mới ngày càng ra mắt, chỉ số ngày càng lạm phát, và cái khả năng sút xa đã bắt đầu trở nên lợi hại hơn. Và mình cảm thấy ở mức 3 đôi khi vẫn tạo ra những khoảng trống ở khu vực zone 14 để cho người ta có thể sút xa. Cho nên là mình nâng lên một chút, nâng lên mức 4 để cho đội hình của mình dâng cao hơn nữa. Còn cái điểm khác biệt so với lần trước là mình sẽ để đây là xâm nhập vòng cấm. Tức là khi mà hai biên có khả năng tạt vào thì ông CM này cũng xâm nhập vòng cấm luôn. Anh em sẽ có thêm một sự lựa chọn nữa. Kết hợp thêm ở phần chiến thuật đội là cầu thủ trong vòng cấm này mình sẽ duy trì ở mức 6 để bên trong mình có người. Và cũng giống như lần trước mình chia sẻ, thì với cái mức chỉnh như vậy thì bên ngoài anh em vẫn có người. Bên ngoài thực chất là hai anh CDM để có thể sút xa khi cần thiết và chống phản công luôn.
Còn về độ rộng của team khi phản công thì mình di chuyển mức 7. Thì cái cách tấn công của mình thường là mình sẽ tận dụng tốt cái diện tích của sân bên hoặc sân đối phương để cho đội hình của mình nó dàn đều ra. Khi cần thì mình có thể tấn công khúc này, nhưng mà nếu mà cảm giác góc xa mà đối phương để hở là mình ngay lập tức mình chuyển hướng sang. Đấy, đó là cái mà lợi ích khi mà anh em dàn đều cầu thủ trên sân. Cho nên là cái phần chiến thuật đội, độ rộng mình sẽ để mức 7 khi tấn công. Cái xu hướng của anh CM này mình sẽ để là công 3 thủ 1, tức là khi tấn công ông này sẽ dâng rất cao. Bên cạnh cái việc mà ông CM này cung cấp truyền bóng kiến tạo cho các đồng đội ghi bàn thì một bài đánh mà cũng rất hữu hiệu đó là việc mà anh CM này truyền lên cho Neste và anh CM sau đó sẽ chủ động tiếp tục di chuyển thật nhanh sang vùng cấm. Khi đó thì anh Neste sẽ đóng vai trò người đầm tường và thả một đường bóng hợp lý đến CM băng lên và giữ điểm ghi bàn. Đây là một bài đánh mà mình cũng rất hay sử dụng khi mà chơi sơ đồ 4-2-3. Bên cạnh cái việc mà tấn công biên hay là chọc khe cho những cầu thủ tiền đạo thì cái việc xâm nhập vòng cấm bất ngờ của anh CM cũng là một cái bài đánh hữu hiệu. Rồi còn về yêu cầu cho anh CM thì tất nhiên là những cầu thủ mà truyền trọt tốt nhất thì cần nên đá ở đây để cung cấp những đội bóng chất lượng nhất cho các tiền đạo. Bên cạnh đó là khả năng dứt điểm tốt nữa. Tại vì như mình đã nói đấy, ông này cũng thể xâm nhập vòng cấm ghi bàn mà, cho nên là cần phải có khả năng dứt điểm. Còn về phần phía dưới này có sự khác biệt hay không sẽ còn phụ thuộc vào anh em. Tại vì hiện tại thì anh em cũng đã đầu tư nhiều cho những con hàng mà LBRB, lương cao và khả năng tấn công tốt, cho nên là nhiều anh em cũng muốn đẩy ông này lên tấn công. Thì nếu mà anh em đẩy hai hậu vệ biên lên tấn công thì cái chiến thuật của mình sẽ khác một chút so với trước. Đầu tiên hai hậu vệ biên thì mình sẽ để luôn luôn chồng cánh và xu hướng là công 2 thủ 3 để họ tích cực lên tham gia tấn công, và để tránh cho việc bị phản công, hai CDM này sẽ có phần lui lại một chút. Thay vì lần trước mình để là tham gia tấn công xu hướng công 3 thủ 3 thì bây giờ mình sẽ để là xu hướng của hai CDM là công 2 thủ 3 và tấn công cân bằng thôi. Tức là họ sẽ tùy vào trường hợp mà quyết định là dâng cao hay là lùi lại một chút để chống phản công. Tại vì nếu mà anh em mà để tham gia tấn công luôn là coi như cả đội hình dâng lên và chứ còn hai CB, khi mà mất bóng khả năng bị phản công ngược lại rất lớn. Cho nên để chống phản công thì cần phải có sự hỗ trợ của hai CDM. Cái việc mà để CDM lùi xuống thấp một chút anh em cũng không sợ là thiếu người đang banh ở giữa đâu. Tại vì thật sự họ cũng lùi thấp một chút thôi. Với lại á là có sự hỗ trợ lên của hai LBRB nữa. Khi mà hai tiền đạo này đang ở bên cánh thì ông LBRB sẽ đứng ngay ở phía dưới. Và khi đó thì họ sẽ hỗ trợ cho tiền đạo cánh và đăng banh khi cần thiết, và họ sẽ làm cầu nối để luồn chuyền bóng vào giữa. Hoặc ngược lại thôi, nếu hai ông tiền đạo biên mà bó vào trong thì khi đó thì hai anh hậu vệ biên sẽ dâng cao chiếm lĩnh vị trí ở bên cánh, và khi đó anh em cũng có thể là trả ngược lại bên cánh và căng vào bên trong. Đấy, nói chung là cái sự di chuyển của tiền đạo và hậu vệ biên thì tương đối là khá giống nhau, và tùy tình huống mà họ đổi vai trò cho nhau mà thôi. Cái việc di chuyển linh hoạt giữa hậu vệ biên và tiền đạo biên sẽ giúp cho đá của anh em thêm phần linh hoạt, cũng như là đánh mạnh vào biên là chủ yếu. Tại vì đây là cái meta mà bài đánh biên là bài đầu quan trọng, cho nên cái việc đẩy hậu vệ biên lên là anh em cũng thể có nhiều bài đánh ở biên. Có thể là tình huống xâm nhập của hậu vệ biên để họ có thể dứt điểm ghi bàn, hoặc cũng có thể là phối hợp chồng cánh với tiền đạo cánh để tìm cơ hội căng ngang ở bên trong. Còn quay về ông CDM này thì phần phòng ngự mình sẽ để là cắt bóng và tập trung ở trung lộ. Thì cái phần trung lộ là một cái phần mà mình muốn bịt nhất. Nếu mà cần thiết mà di chuyển sang cánh để hỗ trợ thêm khi phòng ngự thì mình sẽ tự điều ra sau. Còn phần cắt bóng này thì để họ chủ động hơn trong cái việc mà cắt những đường chuyền của đối phương, giúp anh em thủ tốt hơn, và phần nào đó cũng dễ dàng hơn một chút. Rồi còn trong cái trường hợp mà anh em muốn để hậu vệ biên ở nhà, có thể là do anh em sử dụng những hậu vệ biên mà lương thấp không muốn nâng lên, hoặc là anh em sử dụng lương cao nhưng mà anh em vẫn chỉ muốn để ở nhà để họ phòng ngự tốt hơn, thì khi đó chiến thuật đơn sẽ quay trở lại là không tham gia tấn công và xu hướng sẽ là công 1 thủ 3 dành cho cả hai anh hậu vệ biên này. Và khi đó thì việc kéo hai hậu vệ biên ở nhà, mình sẽ đẩy hai ông CDM dâng cao hơn, không sợ bị thiếu người khi mà mình đang bóng. Đấy, thì nhìn chung thì với cái chiến thuật này thì anh em vẫn tấn công biên, bên cạnh đó khả năng tấn công ở trung lộ cũng sẽ được cải thiện thêm. Tại vì sự dâng cao của CDM bất ngờ xâm nhập vòng cấm để điểm ghi bàn sút xa từ CDM sẽ xuất hiện nhiều hơn. Còn so với cái việc mà đẩy hậu vệ biên lên thì anh em sẽ chủ yếu là đánh ở biên nhiều hơn. Và đó những chia sẻ của mình về sơ đồ 4-2-1-3 ở thời điểm này. Cảm ơn các anh em đã theo dõi hết video này, và nếu thấy hay hãy cho một like và nhấn subscribe đăng kênh hộ mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong những video tiếp theo.